Chào Bùi Em Tùng. xin chào. Dạ, em xin chào anh Thân và các anh chị trên diễn đàn à. Hôm nay anh Thân đưa ra cái chủ đề về cái tiền hỗ trợ cho người dân thông qua cái các anh chị mà làm về cái xã hay là phường á, tổ dân phố, thì em cũng xin có một số ý kiến sau khi mà em xem xong cái đoạn clip mà anh Thân anh có đưa cho em. Thì cái thứ nhất là em thấy là cái vai trò của người tổ trưởng dân phố cực kỳ là quan trọng luôn, bởi vì những cái người mà tổ trưởng dân phố này là những người gần dân nhất, nắm rõ từng hoàn cảnh của người dân nhất, bởi vì họ cũng chính là người dân. Theo em thì đa phần họ cũng chính là người dân, như là cô này cô nói là cổ là giống như là hưu trí ở nhà đó, cho nên cổ gần gũi với tất cả những người xung quanh, những cái hộ xung quanh, cho nên là cái việc mà cổ nắm cái địa bàn, nắm cái người dân là phải rõ nhất. Đấy. Và nhiệm vụ của cổ là cái gì? Là cổ phải có trách nhiệm là cập nhật những cái di biến động dân số trong cái khu vực mà cổ ở, cái khu vực mà cổ quản lý, lập những cái sổ hộ khẩu như vậy. Thì theo em thông tin em biết là những cái anh chị mà làm về cái tổ dân phố này, thì cái việc mà họ lập ra những cái bản danh sách như vậy cực kỳ là khó khăn. Nó không chỉ là cái việc mà chúng ta lập theo cái danh sách mà bình thường, ví dụ như từng gia đình bao nhiêu người, mà chúng ta còn phải lập danh sách theo phân độ tuổi nữa mấy anh. Mấy anh chị, có nghĩa là chúng ta phải lập sao đó, là ví dụ như là trong cái khu phố của mình là bao nhiêu nữ tên là gì, bao nhiêu nam tên là gì, những người mà từ 18 đến 60 là những người nào, rồi những người trên 60 là những người nào, hay là những cái người mà nhỏ tuổi, tự như là mầm non, em bé, là có những bao nhiêu người sinh ra. Thì cái người tổ trưởng dân phố phải làm cái nhiệm vụ là phân loại rõ ràng tất cả những cái số lượng dân cư của mình ra theo cái danh sách. Đấy. Và còn phải cập nhật cái số điện thoại chứng minh nhân dân. Đấy. Thì trong những cái ngày dịch như thế này á, thì cái vai trò của những người tổ trưởng dân phố cực kỳ là quan trọng luôn. Ví dụ như em nói đơn giản thôi, là cái việc lập danh sách để đi test, hoặc là việc lập danh sách để đi chích vaccine, thì cái xã hay cái phường phải phụ thuộc rất nhiều vào danh sách của tổ dân phố. Tức là các anh chị này phải nộp cái bản danh sách đó lên, và nếu như muốn nộp cho đúng á, thì em nghĩ là muốn nộp cho đúng thì cái người tổ trưởng dân phố này họ phải sao? Họ phải đi xuống địa bàn thường xuyên, họ cập nhật thường xuyên địa bàn, bởi vì không phải địa bàn nào cũng dễ mà chúng ta lập danh sách. Như các anh chị cũng thấy là ví dụ như có những cái địa bàn mà có nhiều cái khu dân cư hay là có nhiều phòng trọ, thì cái việc lập danh sách những cái người sinh sống tại địa bàn đó cực kỳ là khó khăn, bởi vì những người cho thuê phòng trọ thì khách của họ họ có thể tới họ thuê, nhưng mà sau một thời gian họ có thể rời đi rất là nhanh. Đúng không Thân? Em nghĩ như vậy đó. Có nghĩa là họ đến nó cũng nhanh, mà có khi họ đi bất ngờ cũng không thể mà mình biết được. Thì cái việc lập danh sách như vậy, nó rõ ràng như vậy, thì mới tạo điều kiện cho nhà nước phân bổ cái nguồn lực hay là hỗ trợ các cái gói hỗ trợ được. Thì em nghĩ là như vậy. Và cái luận điệu xuyên tạc của cái tội phản động nó nhiều nhất là cái gì? Nhiều nhất là ở chỗ là tổ trưởng không quan tâm đến người dân, rồi thích phát tiền cho ai thì phát cho gia đình mình chứ không phát cho cái người ngoài. Chào thì cái điều em. Này là một trong những cái luận điệu xuyên tạc cực kỳ là nguy hiểm, đánh vào đảng và nhà nước cũng như người dân. Mà rõ ràng là vì những người tổ trưởng dân phố như anh thấy là họ làm bằng cái nhiệt huyết, bằng tình cảm, 900 ngàn đấy, cũng chia làm hai người thì làm gì họ có cái lợi lộc gì ở trong đây đấy. Rồi em cũng xin nói luôn về cái thao tác của họ, của các anh chị mà tổ trưởng dân phố, khi mà người ta mà lên danh sách để cho người dân được thụ hưởng tiền hỗ trợ, thì thứ nhất là họ sẽ lập danh sách. Họ lập danh sách của họ xong thì họ sẽ gửi lên phường xã. Và cái danh sách của họ khi mà gửi lên phường xã thì phải đảm bảo là cái gì? Là phải đảm bảo những cái đối tượng mà họ lập danh sách đó phải nằm trong cái đề mục quản lý của nhà nước, hay là đề mục mà nhà nước người ta hỗ trợ kinh phí. Có nghĩa là những cái người lao động mà không có giao kết là hợp đồng, không có câu kết lao động, hay là những cái người bán vé số, hay là những cái người nghèo trong khu phố đó, thì mới được thụ hưởng cái số tiền vô nhà nước. Cho nên là họ phải lập danh sách để đưa đầy đủ những cái hộ dân đó lên trên phường, trên xã. Và chắc chắn là ở phường xã người ta cũng sẽ kiểm tra lại, người ta sẽ hoạch định lại về cái danh sách đó, chứ không phải là mình nộp lên là nộp lên đâu, mà phải sẽ có cái sự kiểm tra. Và giống như hồi nãy ở trong clip cổ cũng có nói, đó là nếu như làm sai, làm sót,
phải chịu trách nhiệm, phải bị khiển trách. Chứ không phải là mình muốn nộp danh sách như thế nào, mình nộp, mình muốn làm gì thì mình làm. Đấy. Rồi, rồi sau khi mà nộp cái danh sách đó lên trên ủy ban rồi thì sẽ phải sao đây? Sẽ phải đưa cái danh sách đó ra bên ban điều hành khu phố nè, bên ủy ban phường nè, tổ dân phố nè, cùng nhau xét. Xét từng hộ một, từng cá thể một, xem có phù hợp với cái đối tượng mà được nhà nước hỗ trợ hay không. Thế rõ ràng đó là cái tính khách quan. Các anh chỉ thấy đó là đến khách quan, tức là để xét một hộ dân được nhận cái số tiền của nhà nước xuống là có tới hai ba đơn vị, mà hai ba cái cơ quan của nhà nước người ta cùng thẩm quyền để người ta thẩm định, rõ ràng là sẽ rất khách quan chứ không có hề có sự chủ quan ở đây, và rõ ràng là cũng sẽ là sự trung thực. Ví dụ như là em nói đơn giản thôi, ví dụ như hộ này mà tổ dân phố nói là đạt chỉ tiêu, nhưng mà hộ đó ban điều hành khu phố họ nói không được, hay là bên phường họ nói là không đạt, thì chắc chắn là phải họp lại, phải nhóm lại, phải tìm ra một cái danh sách nó phù hợp. Có nghĩa là cái người mà được chọn hữu cơ trong cái danh sách mà được nhận hỗ trợ đó phải thông qua, họ phải đáp ứng cả ba cái đơn vị, từ ban điều hành khu phố đến ủy ban phường xã đến tổ dân phố, tức là phải được thông qua hết ba cái đơn vị đó, họ phải chấp nhận, chấp thuận hết thì mới được nó được phát. Như vậy cái việc đó rõ ràng là trung thực và khách quan. Rồi khi mà chúng ta lập danh sách xong, em có nghe cái trong đoạn văn á, thì họ sẽ sao đây? Thì những cái người đó họ lại không có cầm cái tiền mà của nhà nước đưa xuống, mà cái số tiền đó sẽ là được đưa cho một cái cán bộ mà phát tiền. Thì rõ ràng điều này là minh bạch. Theo quan điểm của em là điều này rất là rõ ràng là minh bạch luôn. Có nghĩa là những cái người xét cái danh sách đó sẽ không được đụng vô cái số tiền của nhà nước, mà cán bộ phát tiền mới được nhận cái số tiền đó, rõ ràng là minh bạch. Để làm chi? Tại vì cái cán bộ phát tiền họ không biết gì hết á. Họ không có nằm trong cái khu phố đó, có khi là họ không nằm trong khu phố đó. Họ là một người dân thì rõ ràng là họ không thể can thiệp được. Họ không biết được cái số tiền nó chuyển cho ai, về đâu, họ không thể can thiệp được. Nhiệm vụ của họ là canh cái danh sách ở trên đó bao nhiêu tên người, địa chỉ ở đâu, số điện thoại ở đâu, thì họ sẽ phát tiền dựa trên cái danh sách đó. Và cái ban điều hành khu phố hay là ủy ban phường họ không thể can thiệp vào cái nhiệm vụ đó, tại vì bên đây họ là cái bên phát tiền, là họ là làm, họ làm theo cái hướng được làm, và những cái bên kia họ không can thiệp, thì rõ ràng là cái chuyện phân phát tiền là rất là minh bạch. Đấy. Đó, do đó là sao? Do đó là cái tiền mà nhà nước phân phối xuống ấy, là hoàn toàn không có một cái bên thứ ba nào mà có thể can thiệp được cái chuyện là có thể lấy hay không. Rồi sao nữa? Chị tổ dân phố dễ cũng nói nữa là gì? Nếu như trong trường hợp ấy, cái danh sách đó mà nó sai về chứng minh nhân dân, tức là khi mà cái cán bộ phát tiền xuống người dân ấy, mà họ cảm thấy là cái số chứng minh nhân dân không đúng, hay là tên họ không đúng, thì buộc lòng là họ phải lôi cái người tổ trưởng dân phố ra để xác minh lại coi là có cái người này có đúng, có phải là cái đối tượng trong danh sách hay không. Như vậy là cái việc phát tiền cho người dân là đến khúc cuối cùng, đến cái khúc cuối là đến hai ba cái nhóm tổ chức, chứ không phải là một người đơn thuần, mà hai ba nhóm tổ chức để cùng kiểm tra, cùng chỉnh lý, cùng quyết định để cho người dân nhận tiền. Như vậy trong cái quá trình mà nhận xét duyệt các cá nhân được nhận tiền, rồi đến khi cá nhân đó nhận tiền, thì các anh chị cũng sẽ thấy là nó là một cái quy trình như thế nào. Nó rất là trung thực, nó rất là khách quan. Tức là cái việc xét là việc xét ở rất nhiều đơn vị, còn tiền là do một cái đơn vị khác, một cái nhóm khác, một cái người khác họ phát, cho nên là không thể can thiệp lẫn nhau, và rất là rõ ràng và rất là minh bạch. Vậy thì em cũng đã trả lời cho các anh chị thấy là lý do tại sao tiền phát đến người dân lại lâu, đúng không ạ? Tức là cái tiền đó rõ ràng là đi từ cái chỗ mà lập danh sách nè, rồi đưa qua ban điều hành khu phố, ủy ban phường phải xét, tổ dân phố nó đi từng nơi. Như vậy tiền từ nhà nước đưa xuống sẽ rất là lâu, nó sẽ khá lâu hơn, nó phải qua những cái hạn ngạch này. Nhưng mà bù lại thì sao? Bù lại là cái tiền mà người dân nhận được là đúng đúng cái đối tượng thụ hưởng, đúng cái người thụ hưởng, đúng cái đối tượng thụ hưởng, không có thể mà sai lệch hay là sai sót gì. Đấy. Rồi em cũng thấy là chị tổ dân phố chị ấy nói là cái chuyện mà xác lập cái danh sách người dân á, anh các anh chị cũng thấy là nó rất là khó khăn, nó rất là khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về mặt khách quan là sao, là cái sự biến động dân số xảy ra thường xuyên,
nhất là thành phố Hồ Chí Minh là những cái nơi mà đông dân cư mà nhiều người đến để mà sinh sống nữa, cái biến động dân số rất là nhiều. Đấy, mà tổ dân phố á, là cái chị đó chị ấy phải vừa phải đi làm công việc của chị ấy, rồi chị ấy cũng phải đi làm cập nhật cái công việc riêng của chị ấy. Nên các anh chị cũng thấy là họ rất là cực. Họ rất là cực luôn, họ phải mưu sinh rồi họ còn phải đi làm cái công việc của nhà nước nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái việc lập danh sách nó có thể là thất bại do cái sự chủ quan. Chủ quan là sao? Chủ quan là do cái người mà lập danh sách đó, cái người tổ dân phố đó, họ có cái cách nhìn chưa chuẩn chưa đúng khi cái cách nhìn nhận về cái hộ nghèo. Thì cái chuyện này thì theo em nghĩ thôi nha các anh chị, là cái chuyện bình thường, tức là cái sai sót của bản thân về việc đánh giá các cái hộ trong cái khu của mình là chuyện bình thường, nó không có cái gì mà kia hết. Nhưng mà theo em nghĩ cái danh sách khi mà được đưa lên cho ban điều hành khu phố hay là ủy ban phường xã thì em nghĩ là cái chuyện sai sót đó nó sẽ được giảm thiểu, tại vì ở trên kia nó họ có một cái hội đồng rồi, họ sẽ dò xét lại hết, và những cái hộ nào mà đạt chỉ tiêu thì mới được đưa vào, và những hộ không đạt chỉ tiêu thì không được đưa vào. Do vậy một lần nữa là những cái luận điệu xuyên tạc là tại sao tôi không nhận được 62.000 tỷ, tại sao tôi không nhận được tiền hỗ trợ của người dân, là hôm nay là coi như là em cũng đã nói là cho anh chị biết là cái tiền mà nhà nước hỗ trợ đâu có phải ai được nhận đâu, mà các đối tượng thụ hưởng phải do cái quy định của nhà nước. Cái quy định của nhà nước là cái thông tư của nhà nước đưa ra là những đối tượng thụ hưởng nào trong cái danh sách đó thì mới được nhận tiền, chứ không phải là nó được bổ túc hết tiền cho tất cả toàn bộ người dân đó. Cái đó là không phải. Đấy. Và những cái người mà tổ trưởng dân phố, những cái anh chị nào mà người ta có tâm trong công việc, người ta sẽ phổ biến rất rõ ràng. Theo em nghĩ là họ sẽ phổ biến rất rõ ràng đến với người dân là cái số tiền này là do ai được thụ hưởng. Đó. Này nè, anh Thắng có ý kiến không anh Thắng? Cái này nè, theo anh á, về chưa có, nói chung là anh sẽ có cái nhận xét về cái vai trò, vị trí vai trò của người tổ trưởng, và đặc biệt là cô Xuân Hoàng ở trong cái clip vừa rồi. Nhưng mà trước hết á, là anh muốn Bùi Tùng để ý ở cái điểm này nè. Cái thứ nhất là tiền phụ cấp của họ một tháng là 945.000, chính xác là như vậy, thì mà chia cho hai người tổ trưởng và tổ phó là một cái chuyện. Cái thứ hai nữa là cái công việc của họ, cái việc quản lý nắm bắt tình hình ở trong cái tổ đó, và cái tổ cũng không phải là ít hộ dân đó, và cũng rất là nhiều cái trường hợp, ví dụ như là một dãy nhà trọ 10-20 căn phòng trọ cho cái chủ nhà trọ đó thì không ở ngay cái tổ đó mà ở cái phường khác chẳng hạn, hoặc là ở cái tổ khác, nhưng mà cái người ở trọ thì tới lại ở đó. Đó, trong khi á, ví dụ như là để muốn là truyền tải cái thông tin gì đó đến cái những cái người đó thì lại không có gặp được cái người chủ nhà trọ là cái thứ nhất. Cái hai là chỉ gặp những cái người ở trọ thôi, người ở trọ thì họ không có trách nhiệm bằng. Đấy. Còn cái nếu mà cái công việc của người ta đã nhiều như vậy rồi còn lại bị điều tiếng, ví dụ như làm tốt á, thì không ai khen. Nhưng mà nếu mà làm sai á, thì không những người dân chửi mà còn phải chịu trách nhiệm trước đảng ủy nếu đối với những người cán bộ hưu trí có là đảng viên. Còn nếu mà về những người mà không có đảng thì họ chịu trách nhiệm trước mặt chính quyền, là đối với ủy ban phải chịu trách nhiệm. Đấy, thì một cái công việc không có cái gì hết luôn. Đó, theo chia sẻ như vậy, và cái cô Hoàng vừa chia sẻ và cũng như là Bùi Tùng phân tích ra, thì chúng ta thấy được cái đó là một cái rất là tuyệt vời. Theo anh á, là cái đức hy sinh là cái thứ nhất, cái thứ hai là tinh thần trách nhiệm của cái người là một cái người cán bộ tận tụy với cái công việc đó, phải có cái tình thương yêu, cái đức hy sinh như vậy thì mới làm được. Nó như Quang Lâm nói đó, thì ai mà cảm thấy có tiền hay có quyền lực gì thì đăng ký đi làm tổ trưởng đi. Đó là một cái câu nói như vậy, nó rất sâu xa nhưng mà nó đánh thẳng vào cái bộ mặt của những cái thành phần mà kêu là nào là trưởng thôn ăn chặn tiền, rồi là tổ trưởng là thiên vị bênh vực này kia đó. Và theo anh thấy được á, thì cô Hoàng này là một cái người cán bộ điển hình mẫu mực, anh nói thiệt luôn. Tại vì ở qua cái chia sẻ của cô á, là anh thấy á, chỉ là dù là chỉ là người
tổ trưởng thôi, nhưng mà cái tư duy khoa học của cô trong cái công việc đó, cái tư duy khoa học của cô trong cái công việc thì cô nắm bắt được cái tâm em tư nguyện vọng. Em thấy là cổ dạ em thấy là cổ rất là nhanh nhạy luôn, giống như là anh cũng thấy là khi mà cổ nói là ví dụ như có người nào mà bị đưa lên bệnh viện đó, bị bệnh đưa bệnh viện, thì cổ cũng đưa người ta lên bệnh viện, rồi cổ chủ động đóng cái viện phí đó. Sau đó là thì giải quyết xong rồi thì cổ mới kêu gọi người xung quanh góp tiền, hoặc là cổ có thể nếu mà nhẹ thì cổ có thể đưa góp một chút xíu để lo cái tiền viện phí. Có nghĩa là cổ rất linh hoạt, cô ấy rất linh hoạt và rất có đúng tâm rồi trong cái công việc làm tổ trưởng dân phố của mình. Rồi cái giờ lặp lại cái vấn đề đi, qua những cái chia sẻ của cô như vậy, thấy chúng ta thấy được những cái thuận lợi, những cái khó khăn, và cái cách làm của cô rất là khoa học như vậy. Nhưng ở trong cái tổ của cô có tới 2-3 cái trường hợp luôn vẫn không có hài lòng, thì Bùi Tùng thấy được. Anh ví dụ cái trường hợp thứ nhất đi, cái anh kia là anh lặn rồi, nhưng mà anh gọi điện lên đường dây nóng của thành phố, anh nói là tôi bây giờ tôi đói lắm rồi, tôi khổ, tôi không có cái gì để ăn hết đấy, thì thành phố người ta nói rất là vô lý, tại vì quỹ tiền thì phát xuống dưới địa phương để phân phát cho hỗ trợ cho những người lao động khó khăn rồi, mà tại sao lại có cái trường hợp gọi lên đường dây nóng báo như vậy? Thì họ bắt đầu mới gọi xuống là quận, xuống phường, thì phường đương nhiên là gõ vô tổ dân phố này. Mà với một cái lý do rất là đơn thuần, cuối cùng vỡ lẽ ra thì chỉ đơn giản là tôi chưa có nhận được rau. Thì trong khi anh đã nhận 1,5 triệu, thì nếu mà chưa có người ta chưa phát rau, những cái trường hợp mà không chưa có 1,5 triệu thì họ sẽ nhận rau củ quả chẳng hạn. Thì đương nhiên là phải phân chia ra những cái trường hợp nào cần thiết và không cần thiết, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, anh ta trả lời rất là ngây ngô, cái này là tôi gọi lên trên thành phố chứ đâu có ảnh hưởng tới địa phương đâu, đâu có ảnh hưởng tới phường với tổ chúng ta đâu đó, thấy không? Rất là mặc dù là ngây ngô nhưng mà lại cực kỳ vô trách nhiệm luôn. Thì những cái lời đó, cái đoạn ví dụ như là cái tay hacker nào mà hack được cái đoạn ghi âm đó đấy, là nói thấy chưa, người dân gọi ra kêu đói, nhưng mà mặc dù bản thân anh ta nhận được rõ ràng như vậy mà vẫn kêu như vậy là một vấn đề. Rồi một cái vấn đề nữa là ví dụ như trường hợp của cái anh sửa xe, thì ảnh là chủ tiệm, thì đương nhiên là ở cái mức độ là có thu nhập chứ không phải không có thu nhập. Thì đương nhiên là trong cái quá trình xét duyệt thì anh ta bây giờ là phân ra mấy đối tượng, thì đối tượng 1, 2, 3. Thì ví dụ như một đó là những cái trường hợp khó khăn thật sự, và thật sự rất là khó khăn trong cái giai đoạn này, thì đương nhiên ưu tiên cho những người đó trước, người khó khăn trước, còn người khó khăn ít hơn thì sau. Đấy, nhưng mà vẫn là đòi đi lãnh đó, cứ ghé vô đó lặn, xong cuối cùng không có về trách móc, thậm chí còn bắt cả cái cô tổ trưởng là phải bỏ tiền ra để cho anh ta nữa, đó là rất là cực kỳ vô lý đó. Còn cái trường hợp thứ ba nữa, nhà em thấy ở mua cái nhà ở đó rồi về là khi thấy cô tới là vận động này kia là núp ở trong nhà rồi không trả lời đó, tới khi mà có cái chính sách mà hỗ trợ của nhà nước thì lại gọi điện là đăng ký trước đó, thì cái câu trả lời là đơn giản, nó tại sao hồi trước giờ không liên hệ, và cái tôi tới nhà là đâu có lập được danh sách, có gặp đâu đó. Rồi tới khi á là câu trả lời là cái chủ nhà ở trước á dặn á đừng có liên hệ với tổ dân phố, nó phiền phức lắm, phải đóng tiền này kia, đóng tiền này nọ đó. Thì thấy Bùi Tùng thấy được, thấy không, mặc dù cô đã làm rất tốt rồi, cô đã hiểu rất rõ như vậy rồi, nhưng mà vẫn đâu đó vẫn còn những cái người rất là thiếu ý thức như vậy. Thì cho nên là không những là thiếu ý thức mà còn bên cạnh đó còn thêm những cái thành phần xuyên tạc nữa, thì cả một cái quận, cả một cái thành phố và cả một cái đất nước này thì chúng ta thấy là loạn như thế nào, đúng không? Rồi xin mời Bùi Tùng. Có nói về cái vấn đề về cái hộ mà một cái ông mà ổng nhận tiền rồi mà ổng nói là ổng khiếu nại là ổng không nhận được, ổng chưa nhận á, thì khi mà ổng gọi điện lên thì ở trên người ta cũng đã gọi xuống, người ta gọi điện xuống cho cái chị tổ dân phố đó, anh thấy là gọi điện về cái chị tổ dân phố đó để mà xác minh lại coi là chị ấy đã phát tiền vô chưa, đã đưa tiền xuống cho anh ấy chưa. Thì rõ ràng là cái cơ chế của nhà nước chúng ta làm việc rất là khách quan, trung thực và minh bạch. Người dân lên khiếu nại, anh thấy người dân khiếu nại cái là lập tức là họ sẽ cử người xuống xác minh để tìm hiểu cái vấn đề đó một cách khách quan và trung thực. Và chị đó là chị đã lên danh sách rồi,
không? Và tiền cũng đã đến tay được cái đối tượng thụ hưởng rồi, thì điều đó là cho thấy là chị ấy làm rất là có uy tín, không? Rất là có uy tín, rồi rất là tốt. Thì em nghĩ là nếu mà những cái người mà tổ trưởng dân phố á, người ta làm tất cả những cái việc này mà với cái tâm và với cái đúng theo cái quy định của nhà nước, thì em nghĩ là không có vấn đề gì cả anh ơi. Không bao giờ có cái vấn đề gì, không có trục trặc gì xảy ra hết. Một phần á, em nghĩ là một phần những cái nguyên nhân cái vấn đề như thế này là một phần là do những cái nhận thức của người dân của chúng ta nó vẫn còn có vấn đề. Một phần là một bộ phận người dân chúng ta nhận thức có vấn đề. Ví dụ như các cái gói hỗ trợ của chúng ta á, nhiều khi chúng ta không có hiểu. Chúng ta đọc báo, không có đọc nhiều báo chí, hay là cũng không có tìm hiểu kỹ các cái gói hỗ trợ, không có đọc kỹ. Cũng thì em nghĩ đó là cũng một phần. Với một phần là có khi là đã nhận được tiền rồi, nhưng mà cũng có nhiều người là họ muốn thêm. Đó là cái tâm lý chung. Cái này em không phải là em nói một cách tiêu cực, nhưng mà người dân thì cũng vậy thôi. Cho nên anh thấy là hồi bữa đó có một cái tụi phản động nó có viết một cái bài vậy nè, nó bày cho dân Việt Nam mình á, ai mà có khó khăn về kinh tế thì hãy đem cái cờ trắng ra, hãy vẫy vẫy trước nhà đó, đặt cái cờ trắng ra trước nhà để báo hiệu cho mình là thiếu lương thực thực phẩm để mà nhà nước sẽ cử người để đưa đó. Em nói cái đó chưa chắc được đâu, cái nó không ổn em. Anh biết sao không? Bởi vì nếu như mà làm theo cái tụi phản động thì em nghĩ chắc cả cái xóm chắc cũng nhiều hộ nó họ cũng phất cờ luôn. Nhiều họ cũng đem cờ trắng họ để trước nhà luôn. Tại vì cái thói quen của người Việt mình mà. Nhiều khi là mình nhận rồi nhưng mà mình muốn thêm. Mình muốn có thêm một chút gì đó hỗ trợ thôi. Và nếu như vậy này, thì bây giờ nhà nào cũng cắm cái cờ trắng thì nó khó. Này Bùi Tùng để ý nè. Nói chung á, nó ngồi một chỗ nó viết. Nó ngồi một chỗ ở trong Việt Nam hay là ở nước ngoài thì anh không có rõ cái vấn đề đó. Nhưng cái thực tế ở địa phương đó có bao nhiêu cái clip cán bộ đi phát từng phần tới trước cửa nhà, đi mà gõ cửa xong để cái bịch đồ ăn đó xong rồi đi qua nhà khác, rồi các cái nhà thiện nguyện người ta đi hỗ trợ rất là nhiều đó. Còn lại nếu mà đói á, cái từ mà người dân đói lắm rồi nó nằm ở trong miệng của mấy thằng phản động, mấy thằng xuyên tạc mà thôi. Chứ còn lại mà thực tế của mình ở đâu có đến cái mức mà gọi là làm như Myanmar, những cái nước mà khác trên thế giới không một dân tộc nào có cái sự đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau như dân tộc Việt Nam được đó. Cho nên là cái luận điệu của tụi nó là chẳng qua là nó muốn tạo ra cái, còn lại mà kêu mà cứ đưa cờ trắng lên á, ở màu trắng mà nó liên quan màu tang tóc này kia, rồi nó muốn cho cái nhìn cái bộ mặt của cái khu phố của cái phường cái xã quận của chúng ta cái gì đó không đó. Từ những chỗ đó mà chúng ta thấy được cái thành phần đó nó chỉ muốn làm xấu đi cái hình ảnh của chúng ta thôi. Rồi xin mời Bùi Tùng. Đó thì nói chung là qua cái bài mà anh gửi về cái cô tổ dân phố đó, thì em cũng xin rút lại một cái số ý kiến như sau. Cái thứ nhất á, là các hộ dân mà có nhận được tiền hỗ trợ do nhà nước hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào cái hoàn cảnh gia đình của từng hộ dân, mà theo cái tiêu chí của nhà nước đã đặt ra. Em xin nhắc lại là theo tiêu chí của nhà nước đặt ra như thế nào thì các hộ đó sẽ được cái sự hỗ trợ, chứ không phải là tất cả mọi người. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái việc mà muốn cái quy trình mà nhận cái tiền hỗ trợ thì mọi người dân của chúng ta phải kiên nhẫn. Nếu ai mà nằm trong danh sách thì phải kiên nhẫn, tại vì phải có sự xác minh, có cái sự điều tra, có cái sự mà thẩm định rất là kỹ lưỡng từ các bên rồi tiền mới được rót xuống, chứ không phải là cứ tin là hôm nay là có cái tiền hỗ trợ là ngày mai nhận liền. Điều đó là không hề có. Chắc chắn là phải thẩm định rồi kiểm tra từ từ. Em ví dụ luôn, ở nhà em là bố em á. Bố em là đúng ra là nhận lương là đầu tháng á, nhưng mà đã bị trễ lương hết cũng gần một tuần rưỡi. Một tuần rưỡi do là cái ngày nhận lương đó nó sát với lại cái dịch anh. Cho nên nhận lương trễ. Thì người ta cũng báo cáo đó. Trường hợp bố em thì người ta cũng báo cáo đó là tôi nói với chú thế này nè. Không phải là không có đưa tiền lương, mà là tại vì dịch á, cho nên bây giờ cái chuyện mà phát lương nó hơi khó khăn, không có thể nào mà nhận lương hưu ở trên ủy ban được, mà phải nhận lương theo cái người đưa xuống, tức là có anh Ráp rồi đó, anh Ráp đưa lương xuống. Cho nên là mong là chú kiên nhẫn chờ đợi. Thì đúng y chang là một tuần rưỡi sau, tức là khoảng 7-8 ngày sau là cũng nhận được lương. Cho nên cái chuyện mà nhận lương hưu của bố em đó, nó bị
nó bị gọi là bị gặp cái trở ngại, thì cái chuyện mà nhận tiền trợ cấp của nhà nước này như thế này cũng có những cái trở ngại như vậy. Bởi vì cái nguyên nhân em nghĩ cũng giống nhau thôi anh, nó không có khác nhau lắm đâu. Tại vì tình hình dịch bệnh như thế này rồi danh sách như thế này thì mọi chuyện nó sẽ rề rà. Là cái thứ hai, cái thứ ba đó là cái việc lập danh sách những cái hộ này là chắc chắn phải đảm bảo cái tính khách quan, trung thực và minh bạch, và được nhiều người thẩm định chứ không phải là một đơn vị thẩm định. Và những cái người thẩm định cái hộ này thì họ sẽ không có dính vào cái chuyện phát tiền trực tiếp cho người dân, mà cái đơn vị phát tiền trực tiếp cho người dân là một bộ phận khác. Và khi mà phát tiền cho người dân thì là đảm bảo là gì, đưa phong bì và xé ngay tại chỗ, người dân sẽ kiểm tra đúng số tiền được nhận rồi ký tên đàng hoàng, có nghĩa là làm khách quan, trung thực và minh bạch rõ ràng. Đó, tiền nhận từ phong bì chứ không phải là tiền mà ngoài nha anh, phải có phong bì đàng hoàng, xé phong bì ra, nhận tiền, ký tên vào văn bản rõ ràng là tôi đã nhận, để đảm bảo cái quy trình nó làm việc cho nó đúng, nó hợp pháp và nó dễ dàng cho người dân, nó phù hợp cho người dân. Dạ thôi em xin kết thúc cái ý kiến ở đây để nhường lời cho các anh chị khác ạ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn và chia sẻ của Bùi Tùng ha. Rồi, chào Bùi Tùng. Lát